Chào mừng các em đến với kênh Khởi Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dạy các em là bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sức kết nối chiếc hướng của cuộc sống. Cho nó xem bài giảng, Khởi Liêm đi quay khoai quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Khởi Liêm đã hay có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng. Các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 72 bài luyện tập chung. Hôm nay mình sẽ làm bài tập của tiết số 2, trang 97, 98. Chúng mình sẽ làm câu số 1. Câu số 1 người ta nói là để đến kho báu thì robot phải đi qua cái đoạn đường ghi phép tính có kết quả lớn hơn 6.000. Hãy tìm đường đi cho robot đi đến kho báu và tô màu đường đi đó nhé. Như vậy câu số 1 này người ta nói là để đến kho báu thì robot phải đi qua cái đoạn đường ghi phép tính có kết quả lớn hơn 6.000. Bây giờ mình sẽ tìm đường đi cho robot, sau đó mình sẽ tô màu đường đi đó. Như vậy câu này các em sẽ hãy sẽ tính nhắc phía dưới này trước nhé. Sau đó mình mới biết là đường đi nào, những phép tính nào có kết quả lớn hơn 6.000 thì mình sẽ đi theo đường đó. Chứ mình sẽ lấy 24.000 chia cho 4 chứ. Đúng rồi. Nghìn chia 4 thì mình lấy 24 chia 4 được 6.000 giữ nguyên, kết quả là 6.000. Tiếp theo là 72.000 chia cho 9. 72.000 chia 9 thì mình lấy 72 chia 9 được 8.000 giữ nguyên, kết quả là 8.000. Tiếp theo sẽ là 3.000 nhân cho 3. 3.000 nhân cho 3 thì mình lấy 3 nhân 3 là 9.000 giữ nguyên, kết quả là 9.000. Đúng rồi. Tiếp theo là 28.000 chia cho 4. 28.000 chia 4 thì mình lấy 28 chia 4 được 7.000 giữ nguyên, kết quả là 7.000. Tiếp theo là 45.000 chia cho 9. 45.000 chia cho 9 thì mình sẽ lấy 45 chia 9.000 giữ nguyên. 45 chia 9 được 5.000 giữ nguyên, kết quả là 5.000. Tiếp theo là 3.500. 3.500 nhân cho 2. 3.500 nhân cho 2 thì mình 3.500 này mình có thể đọc là 3.500 nhân cho 2. Mình sẽ lấy 35 nhân 2 100 giữ nguyên. Giờ mình sẽ tính nhẩm 35 nhân 2, 2 nhân 5 là 10, mình sẽ 0 với 1. 2 nhân 3 là 6, 1 như là 7. Giờ như là 70 trăm, có nghĩa là 7.000. Đúng rồi. Như vậy 3.500 nhân 2 sẽ bằng 7.000. Và cuối cùng là 2.000 nhân 2. 2.000 nhân 2 mình lấy 2 nhân 2 được 4.000 giữ nguyên, kết quả là 4.000. Và bây giờ khi mà sẽ cho robot đi theo con đường mà có kết quả lớn hơn 6.000, đúng không? Như vậy là trước hết là tại vị trí A sẽ đi theo đường nào? Mình thấy là 24.000 chia 4 bằng 6.000. Và phía dưới là 72.000 chia 9 là 8.000. Thì mình thấy là phép tính phía dưới sẽ lớn hơn 6.000, mình sẽ đi phía dưới nha. Giờ như vậy là mình sẽ quyết định cho robot đi xuống dưới đây. Từ vị trí A sẽ đi xuống dưới đây. Đúng. Giờ đi tới vị trí D, mình sẽ có 3 phép tính. 3.000 nhân 3 sẽ lớn hơn 6.000 nên mình sẽ đi lên phía trên. Mình sẽ cho robot đi lên phía trên. Đúng. Giờ tới vị trí B sẽ đi theo đường nào? Thì mình thấy là 28.000 chia 4. 28.000 chia 4 được 7.000. 7.000 sẽ lớn hơn 6.000 nên mình sẽ đi qua bên phải. Từ vị trí B sẽ đi theo đường bên phải. Đúng. Giờ tiếp theo đến vị trí C sẽ đi theo đường nào? Thì mình thấy là 45.000 chia 9 thì được có 5.000, sẽ nhỏ hơn 6.000. 3.500 nhân 2 sau 7.000 sẽ lớn hơn 6.000, nên mình sẽ đi theo đường này. Đúng không? Như vậy mình sẽ quyết định là robot sẽ đi theo đường xuống gần 3.500 nhân cho 2. Đúng không? Giờ đến vị trí G sẽ ra vào cái tòa lâu đài này để có kho báu bên trong, đúng này. Giờ như vậy là robot sẽ đi từ A tới D, lên B và qua C và xuống G, giờ tới lâu đài, đúng này. Như vậy là các em sẽ tô màu đường đi của robot, sẽ đi bắt đầu từ vị trí này xuống tới A, sau đó đi đến D, sau đó dòng lên B, sau đó dòng qua C, dòng xuống G và đi vào lâu đài. Giờ như là câu số 1 này thầy sẽ tô màu cái đường đi cho các em xem nha.
Như vậy là câu số 1 này kem sẽ tô màu được đi như sau. Như vậy robot sẽ đi dòng xuống từ A tới D, dòng lên B, dòng qua C tới G và qua lâu này. Đúng này. Như là mình xong câu số 1 nha. Giờ cái phần tô màu, các em sẽ tô màu nào cũng được nha. Không nhất thiết phải tô màu xanh lá nha. Các em thích màu nào các em sẽ tô màu đó. Như là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 các em hiểu bài, cái sau bấm khích video, hẹn với các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 đặc tính giờ tính nha. Giờ trước hết là 19.016 nhân cho 5. Mình sẽ đặc tính giờ tính phía dưới này. 19.016 nhân cho 5. Giờ mình sẽ nhân từ dưới lên từ hàng đơn vị. 5 x 6 30. Mình sẽ không nhớ 3. 5 x 1 là 5. Khi 3 là 8. Quý số 8. 5 x 0 là 0. Quý số 0. 5 nhân 9 là 45, mình sẽ viết 5 nhớ 4. 5 nhân 1 là 5, khi 4 là 9, viết số 9. Kết quả là 95.080. Giờ tiếp theo là 9.409, mình sẽ nhân cho 9 nha. 9.409 mình sẽ nhân cho 9. Giờ mình sẽ nhân từ dưới lên từ hàng đơn vị. 9 nhân 9 là 81, mình sẽ viết 1 nhớ 8. 9 nhân 0 là 0, khi 8 nhớ là 8, viết số 8. 9 nhân 4 là 36, viết 6 nhớ 3. 9 nhân 9 là 81, khi 3 là 84, viết số 84. Như kết quả là 84.681. Giờ tiếp theo là phép chia 78.520, mình sẽ chia 8. Giờ mình sẽ đặt tính cho tập 78.520, mình sẽ chia cho 8. Giờ trước hết lấy 78 chia 8 chứ. 78 chia 8 được 9, quy số 9. 9 nhân 8 là 72, 78 chia 72 được 6, quy số 6. Hệ số 5 xuống mình được là 65. 65 chia 8 được 8, quy số 8. 8 nhân 8 là 64, 65 trừ 64 được 1, quy số 1. Hạ số 2 xuống mình sẽ được là 12. 12 chia 8 được 1, quy số 1. 1 nhân 8 là 8, 12 trừ 8 được 4, quy số 4. Giờ hạ số 0 xuống mình sẽ được là 40. 40 chia 8 được 5, quy số 5. 5 nhân 8 là 40, 40 trừ 40 bằng 0, quy số 0. Như vậy kết quả là 900 à 9.815 nhé. Như vậy kết quả là 9.815. Giờ tiếp theo sẽ là 61.527, mình sẽ chia cho bạn nhé. Giờ mình sẽ đặt tính giờ tính. 61.527 chia cho bạn. Trước hết mình sẽ lấy 61 chia 7. 61 chia 7 được 8, viết 8. 8 nhân 7 là 56, 61 chia 56 được 5, viết số 5. Hệ số 5 xuống mình được 55. 55 chia 7 được 7, viết số 7. 7 nhân 7 là 49, 55 chia 49 được 6, viết số 6. Hệ số 2 xuống mình được 62. 62 chia 7 được 8, viết số 8. 8 nhân 7 là 56, 62 chia 56 được 6, viết số 6. Hạ số 7 xuống mình được 67. 67 chia 7 được 9, quy số 9. 9 nhân 7 là 63. 67 trừ 63 được 4, quy số 4. Như vậy kết quả là 8.789. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu số 2. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các sau khích video, hãy với các em hiểu bài.
Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 người ta kêu tính giá trị của biểu khúc. Như vậy là câu A là 8.375 cộng cho 4.905 nhân cho 6. Như là mình thấy là trong biểu khúc này có phép cộng phép nhân thì các em nhớ là nhân chia chứ cộng trừ sao. Nên mình sẽ thực hiện phép nhân chứ. Như là 8.375 mình sẽ viết lại. 8.375 viết lại dấu cộng viết lại mình sẽ thực hiện phép nhân. Thầy sẽ tính nháp phía dưới này cho các em xem. Mình sẽ tính nháp phía dưới này. Giờ như vậy mình sẽ lấy 4.905 nhân cho 6. Mình sẽ đặt tính giờ tính. 4.905 nhân cho 6 sẽ bằng bao nhiêu? Giờ mình sẽ nhân từ dưới lên từ hàng đơn vị. 6 nhân 5 là 30. Mình sẽ 0 nhân 3. 6 nhân 0 là 0. Khi 3 là 3. Số 3. 6 nhân 9 là 54. Mình sẽ 4 nhân 5. 6 nhân 4 là 24, thêm 5 là 29, biết số 29. Kết quả là 29.430. Như giờ chỗ này mình sẽ viết là 29.430. Đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ lấy 8.375 cộng cho 29.430. Hãy sẽ tính phía dưới này cho các em xem. 8.375 cộng cho 29.430 sẽ bằng bao nhiêu? Giờ mình sẽ cộng từ trên xuống từ hàng đơn vị. 5 cộng 0 là 5, viết số 5. 7 cộng 3 là 10, mình sẽ viết 0 nhớ 1. 3 cộng 4 là 7, khi 1 nhớ là 8, viết 8. 8 cộng 9 là 17, mình sẽ viết 7 nhớ 1. 2 này khi 1 nhớ là 3. Kết quả là 37.805. Như vậy mình kết ghi kết quả ở đây sẽ là 37.805. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu B. Câu B là 8.241 nhân 4 nhân 2. Trong biểu khúc này mình thấy là có phép hai phép nhân thì mình thực hiện từ trái qua phải. Như vậy trước hết mình sẽ lấy 8.241 nhân cho 4 trước nhé. Giờ hãy sẽ tính nháp dưới này cho các em xem. 8.241 mình sẽ nhân cho 4 sẽ bằng bao nhiêu? Giờ 4 nhân 1 là 4, viết số 4. 4 nhân 4 16, viết 6 nhớ 1. 4 nhân 2 là 8, khi 1 nhớ là 9, viết số 9. 4 nhân 8 là 32, viết số 32. Kết quả 32.964. Đúng. Nhưng mà sẽ viết ở đây sẽ là 32.964. 32.964. Giờ nhân 2 mình sẽ viết lại. Giờ mình sẽ lấy 32.964 nhân 2. Thầy sẽ tính nháp phía dưới này cho các em xem. Mình sẽ nhân cho 2. 32.964 nhân cho 2 sẽ bằng bao nhiêu? 2 nhân 4 là 8, viết số 8. 2 nhân 6 12, mình sẽ viết 2 nhớ 1. 2 nhân 9 là 18, khi 1 nhớ là 19, viết 9 nhớ 1. 2 nhân 2 là 4, khi 1 nhớ là 5, viết số 5. 2 nhân 3 là 6, viết số 6. Kết quả là 65.928. Như em sẽ viết ở đây là 65.928. Đúng này. Giờ như là mình xong câu B, mình sẽ quay tiếp câu C. Câu C thì mình thấy là trong biểu khúc này có dấu ngoặc, mình sẽ tính trong ngoặc trước nha. Giờ như mình sẽ lấy 95.589 trừ cho 82.557. Hay sẽ đặt tính và tính phía dưới này. 95.589 trừ cho 82.557. Giờ mình sẽ trừ từ trên xuống từ hàng đơn vị nhé. 9 trừ 7 được 2, viết số 2. Giờ 8 trừ 5 được 3, viết số 3. 5 trừ 5 được 0, viết số 0.
5 trừ 2 được 3 viết số 3. Và 9 trừ 8 được 1 viết số 1. Kết quả là 13.032. Như mà sẽ viết ở đây sẽ là 13.032 chia 9. Giờ bây giờ mình sẽ thực hiện phép chia nhé. Thầy sẽ đặt tính và tính phía dưới này. 13.032 chia 9 sẽ bằng bao nhiêu? Giờ trước hết mình sẽ lấy 13 chia 9. 13 chia 9 được 1 viết số 1. 1 nhân 9 là 9. 13 trừ 9 được 4 viết số 4. Hạ số 0 xíu mình được 40. 40 chia 9 bằng bao nhiêu? Bốn mươi chia chín được bốn viết số bốn. Bốn nhân chín là 36. 40 chia 36 được 4 viết số 4. Hạ số 3 xuống mình được 43. 43 chia 9 được 4 tiếp. 4 nhân 9 là 36. 43 chia 36 được 7 viết số 7. Hạ số 2 xuống mình được 72. 72 chia 9 được 8 viết số 8. 8 nhân 9 là 72. 72 chia 72 bằng 0 viết số 0. Như vậy kết quả là 1448. Nhưng mà sẽ viết ở đây sẽ là 1448 nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu đề. Câu D thì mình thấy là biểu phức này có hai phép cộng. Thì mình sẽ thực hiện từ trái qua phải. Nhưng mà sẽ lấy số này cộng số này trước nha. Thì sẽ tính nháp phía này. 54.263. 54.263 cộng cho 4.470. Giờ mình sẽ cộng từ trên xuống từ hạng đơn vị. 3 cộng 0 là 3, viết số 3. 6 cộng 7 13, mình số 3 với 1. 2 cộng 4 là 6, với 1 nhớ là 7, viết số 7. 4 cộng 4 bằng 8, viết số 8. Giờ số 5 hạ xuống. Như kết quả là 58.733. Giờ mình sẽ viết ở đây sẽ là 58.737 cộng cho 5.230 mình sẽ viết lại. Giờ mình sẽ thực hiện lấy số này cộng số này hay sẽ cộng phía dưới này. 58.737 cộng cho 5.230 sẽ bằng bao nhiêu? 3 cộng 0 bằng 3 viết số 3. 3 cộng 3 bằng 6 viết số 6. 7 cộng 2 bằng 9 viết số 9. 8 cộng 5 13 mình sẽ 3 với 1. Số 5 này khi 1 nhớ là 6. 63.963. Nhưng mà sẽ viết ở đây sẽ là 63.967. Đúng này. Như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 kèm theo bài. Cái sau bấm hết video hãy biết kèm theo bài nhé. Phần tính nháp hay sẽ xóa đi. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 4 luôn nha. Câu số 4 người ta nói là trong 3 giờ đầu thì mỗi giờ chú Hùng đi được 13.120 m. Trong 1 giờ tiếp theo thì chú Hùng đi được 9.560 m. Hỏi chú Hùng đã đi quãng đường dài bao nhiêu mét? Như vậy là câu số 4 này người ta nói là trong 3 giờ đầu thì mỗi giờ chú Hùng đi được 13.120 m. Trong 1 giờ tiếp theo thì chú Hùng đi được 9.560 m. Hỏi chú Hùng đi quãng đường dài bao nhiêu mét? Như vậy trước hết mình sẽ tính xem trong 3 giờ đầu thì chú Hùng đi được bao nhiêu mét chứ? Bằng cách lấy số này nhân bằng, đúng không? 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 13.120 mà lấy số này nhân 3. Được. Như vậy là trước hết mình sẽ tính xem trong 3 giờ đầu. Chú Hùng đi được số mét là bao nhiêu mình sẽ tính về. Được không? Như vậy mình sẽ lấy số này nhân 3. 13.120 nhân cho 3.
Giờ hãy xin nhận các em tính nhẩm chỗ này luôn nha. Chứ mà sẽ lấy 3 nhân hàm định vị, 3 nhân 0 là 0, viết số 0. 3 nhân 2 là 6, viết số 6. 3 nhân 1 là 3, viết số 3. 3 nhân 3 là 9, viết số 9. Và cuối cùng 3 nhân 1 là 3, viết số 3. Kết quả là 39.360. Mềm. Giờ bây giờ người ta hỏi cái gì mình trả lời cái này. Người ta hỏi chú Hùng đã đi quãng đường dài bao nhiêu mét, thì mình bỏ chữ hỏi đi, khai chữ bao nhiêu bằng chữ số, mình trả lời là chú Hùng đã đi được quãng đường dài số mét này. Đúng này. Như vậy là chú Hùng đã đi được quãng đường dài số mét này. Như vậy mình trả lời là chú Hùng đã đi được quãng đường dài số mét này. Giờ mình sẽ lấy số này cộng thêm 9.560, đúng không? Như là 39.360 cộng cho 9.560 sẽ bằng bao nhiêu? Giờ hãy xuống dẫn các anh chính tính nhập chỗ này. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 0 cộng 0 bằng 0, viết số 0. Hàng chục 6 cộng 6 12, viết 2 nhân 1. Hàng trăm 3 cộng 5 là 8, thêm 1 nhớ là 9, viết số 9. Hàng nghìn 9 cộng 9 18, viết số 8 nhân 1. Giờ hàng chục nghìn số 3 này khi 1 nhớ là 4. Kết quả là 48.920 mét. Như đáp số sẽ là 48.920 mét. Đúng này. Như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 kem hiểu bài, cái sau hết video phải biết kem hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 5. Câu số 5 mình sẽ viết số kết hợp vào ô trống. Giờ mình sẽ quan phân xét câu A. Đây là phép nhân. Giờ 3 nhân cho bao nhiêu sẽ bằng 5. Thì mình thấy là trong phép nhân 3 thì mình thấy 3 nhân cho một số thì bằng 15, chứ không có là bằng 5 được. Như vậy 3 nhân 5 bằng 15. Ở đây mình sẽ viết số 5. 3 nhân 5 bằng 15, mình sẽ viết 5 nhớ 1. 3 nhân 2 là 6, thì 1 nhớ là 7, viết số 7. Giờ tiếp theo ở đây mình thấy là 2, 3 nhân cho một số thì chắc chắn không bằng 2 được. 3 nhân một số thì chỉ có thể bằng 12. Như vậy 3 nhân cho bao nhiêu bằng 12? 3 nhân 4 bằng 12, ở đây mình sẽ viết số 4. 3 nhân 4 bằng 12, mình sẽ viết 2 nhân 1. 3 nhân 0 là 0 thì 1 nhớ là 1, viết số 1. 3 nhân 1 là 3, viết số 3. Như kết quả là 31.275, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ đến phép tính B, câu B. 34.560 chia 6 nha. Chứ hết 34 chia 6 được 5, viết số 5. 5 nhân 6 là 30, 34 trừ 30 được 4, viết số 4. Hạ số 5 xuống mình được là 45. 45 chia 6 được 7, viết số 7. 7 nhân 6 là 42, 45 trừ 42 được 3, viết số 7. Hạ số 6 xuống mình được 36, 36 chia 6 được 6, viết số 6. 6 nhân 6 36, 36 chia 36 bằng 0. Hạ số 0 xuống, 0 chia 6 thì bằng 0, viết số 0. Đúng rồi. Như vậy kết quả là 5.760 nha. Như vậy là mình xong câu số 5 nha. Giờ câu số 5 kèm hiểu bài, cái sau bấm hết video phải biết kèm hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy hay giảng về hiệu quả, khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.